Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực gu ha. Đó, cặp đực này, cặp đực Rahman này cô chú chị. Đó, cặp đực Rahman ha. Cặp đực này thì nói chung thì bò này thì bò bơm tinh nha cô chú chị. Đó, bò bơm tinh ha. Đó, một con thì 6 tháng. Đó, một con 6 tháng, một con kia thì gần 7 tháng này cô chú chị. Đó thì hai con thì chúng ta thì kiểu mẫu thì khắc đèn rất đẹp luôn. Đó, hai con thì đầu thì đầu trụi. Đó, chân móng thì hoàn thiện, không ổ xe là xuống đúng ruột gì. Đó, tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó, cái con là hai con màu đỏ mặt hết trơn luôn. Đó, đầu thì đầu trụi ha. Có con nhỏ này thì chiều cao nó là 1m09 tới 1m1 bò. 1m09 tới 1m1 bò cô chú chị, còn con bự thì chiều cao là 1m10 12 13 bò. Đây, tướng tá cấp mình. Đó, hai con là chân móng sò xương sóc rất to, xương sóc và xương sóc cối luôn cô chú chị. Đó thì cặp đực này thì anh chủ nhà bán với giá là 22.500. Đó, 22.500 là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, tôi dùng 200 số ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đây, tướng tá mặt mày nè cô chú chị. Đó, em nói bò thì rất ú luôn. Đó, con này. Đây, lưng đôi mới lớn nè, em nói mấy con bò. Nó lưng đôi đít nở dài nở luôn cô chú chị. Tướng tá cấp mình, con nào cũng thấy nó ú khỏi nói luôn. Đó. Đây, lưng nói cái lưng hết biết cái dạng lưng nữa luôn. Nó dạng lưng hết biết cái dạng lưng luôn cô chú chị. Đây, mặt mày xương sóc. Đó, xương sóc là chân móng sò, xương sóc rất to luôn. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đó, em nói cái giá thì nói chung thì anh chủ nhà đưa cái mức giá thì rất yêu thương luôn cô chú chị. Đó, 22.500. Đó, 22.500 là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, dòng 200 số ha. Đó, hai con đầu thì đầu trụi nè. Đó, một màu đó mặt luôn. Đây, con lớn thì nó pin lực thì khỏi nói luôn cô chú chị. Đó, con lớn thì rất pin lực luôn. Đó, bò này thì nói chung thì anh chủ nhà hai con này thì dòng F1 á. Nó mẹ nó là mẹ bô xin của chú chị. Đó, nói chung thì anh tính cấy ra đặng anh lấy bộ cái đặng anh để làm giống. Đó, nhưng mà nói chung thì đẻ ra hai con đực ha. Đây, tướng tá cấp mình. Em nói tướng tá cấp mình gu thì gu vật luôn. Đây, xương sóc chân móng sò nè. Đó, đúng mím nè. Này, còn nặng mấy cái dạng lưng của nó thì nó khỏi nói cái dạng lưng của lưng mà cô chú chị. Đó, lưng là lưng đôi nè. Đó, ngủ sao con gà dính lên lưng luôn. Nó còn nặng mấy dạng đít nè, lưng nè. Nó đít nở dài nở, lưng thì lưng đôi ha. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Nói chung thì hiện tại thì em đang có chuyến giao về Vĩnh Long. Đó, Vĩnh Long với ở Đồng Nai cô chú chị. Chứ em đang có chuyến đi Đắk Lắk ha, bà con nào mới dùng đô, mới dùng lân cận thì em sẽ gấp xe luôn, thì bà con mình đỡ tiền phí xe. Nó tướng tá cấp mình, con bự em nói cái dạng lưng con bự thì khỏi nói luôn. Nó hai con lưng thì được lưng đôi, lưng nắp thì khỏi chê luôn cô chú chị. Đây, tướng tá cấp mình nè. Đây, dạng xương sóc. Đây, mặt mày nè. Đó, cô chú chị coi cái dạng lưng của nó nè. Hết nổ cái dạng lưng của nó không? Ăn rơm dữ rồi hả? Rồi dở đi, để nó vô quá ăn. Đây cô chú chị. Đó thì cặp này giá là 22.500. Đó, 22.500 là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, dòng 280 số ha. Tướng tá cấp mình nè. Đó, cô chú chị coi cái nước ăn của nó nè. Nói còn nào lấy cái nước ăn của nó nè cô chú chị. Nói chung thì bò này ăn uống thì mạnh rồi. Nó bà con mình sợ khỏi sợ về khỏi sợ cái nước ăn uống của nó luôn. Nói còn nào lấy nó cái đít của nó khỏi nói luôn. Đây nhìn dai nè. Nó lưng đôi dài đôi ha. Hai con nó ăn nè. Đó.
Đây cái dàn dây nè, dây là dây đầu nè cô chú chị thấy không? Nó ngốn rồm, con nào nó ngốn hết biết không? Đó đít nè. Đó giá là 22.500, đó 22.500 là bao ship nha. Đó bao ship cho cô chú chị mình ở nhà luôn. Đó thì hình ảnh gì với cả gặp được đó rất man này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại nó tình hình. Đó giá là 22.500 là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, mình nhận 200 số nha. Con nào con lấy nó uống mề luôn cô chú chị. Đúng giá cấp mình nè. Chung thì bò này thì chủ nhà cũng không có cỏ cho ăn nữa, những số lượng nhiều không có cỏ cho ăn của chú chị, chung thì tặng rơm không. Nó tướng tá cấp mình nè, con nào nó thấy dàn bò nó rơm cứ hết nó nổi nè. Chân mắm thì hoàn thiện ha, không ổ xe là xuống rúng ruột gì. Đó thì hình ảnh về giá cả cặp được thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực lỡ ha. Đó thì nói chung thì cặp đực này thì lụng khoảng 9 tháng tuổi cô chú chị. Đó lụng khoảng 9 tháng tuổi ha, một con là nói chung thì hai con này thì dòng F1. Đó hai con này thì dòng F1 của chú chị. Xương sóc của hai con này là em nói là dạng xương sóc là đó, như hai con xương sóc cối luôn. Đó hai con thì nói chung thì màu dạng như màu xám của chú chị. Đó cam xám vậy ha. Đây tướng tá cấp mình nè. Đó thì cái con mà pin lùng lực á thì cái con đó thì nói chung thì cũng lụng khoảng 8.5-9 tháng tuổi rồi, còn con kia 9 tháng tuổi của chú chị. Đó thì con kia là chiều cao là 1m14 tới 1m16 bò. Đó 1m14-16 ở phía sau sân khu, còn cái con cao to mới đây nè. Con này thì chiều cao là 1m25-26 bò. Đó. Thì hai con này thì em quan sát là chân móng hoàn thiện, không ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực lỡ này thì cứ liên hệ số điện thoại lên màn hình. Đó thì cặp đực lỡ này thì chủ nhà bán giá là 38 triệu. Đó 38 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, dòng 200 số ha. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó thì còn ai muốn mua lẻ thì con này cũng giá là 19 triệu hết cô chú chị. Đó nếu mà mua lẻ thì con này cũng 19 triệu hết. Đó thì bà con mình ưng con nào bắt con đó luôn. Đó thì con kia nó cao hơn, nó cao hơn con này nó khoảng tắc bò luôn. Đó thì nó cũng giá là 19 triệu, còn con này nó lùng hơn con tắc mà nó cũng giá là 19 triệu. Đó thì em nói chung thì không phải con bò lùng mà nó mắc tiền, ý con bò lùng mà rẻ tiền, con bò cao nó mắc tiền, nó không có cô chú chị. Tùy theo tướng tá dáng dốc cặp mình của từng con bò. Đó thì bà con nào thấy ưng con nào thì bắt con ấy ha, còn muốn bắt hết một cặp thì bắt hết một cặp ha. Đó một cặp thì 38 triệu còn một con thì 19 triệu muốn lựa con nào lựa. Đó thì nói chung là trước kia hình như cũng thương lượng sắc giá cho bà con mình hết rồi. Con nào con ấy thì dàn xương sóc thì khỏi nói luôn. Chân móng là chân móng sò, xương sóc là xương sóc cối luôn cô chú chị, đít nở dài nở ha. Đây thì trước tiên em quay con lùng trước nè. Đây con lùng vàng xương sóc của nó nè. Em nói vàng xương sóc nó thì hết nó nổi luôn cô chú chị, không ổn xe là xuống rúng ruột gì. Đó con bự nè, con bự xương sóc là cũng chân móng sò luôn. Đó thì hai con này thì dòng F1. Mặt mày này cô chú chị, mặt thì mặt bự mặt cục nè thấy không. Đó thì nói chung thì em quay thì bò có sao em báo vậy à. Đó giờ nếu là em cho nó dốc nó láo thì em quay trước đó thì em quay cũng trước mặt bà con mình nè. Thì bò bên lực thì em báo bên lực ha, dẻo dẻo thì em báo dẻo dẻo. Đây xương sóc to thì em nói xương sóc to ha, chân móng sò nè. Đó thì bà con mình đây nè xem kỹ đi. Đó thiệt ưng mình đã mua ha. Đây đít nè, đít con nào mấy nè. Đó nhưng mà hai con này thì dai đôi không cô chú chị. Đó hai con này thì dai đôi không, đít nở dai nở nè, mặt mày nè. Đây dàn lưng nè cô chú chị coi nè, hết biết cái dàn lưng của nó không, dai nè. Đó dai cái dàn lưng của nó nè, đít nè. Đó lưng là lưng đôi, dai đôi lưng đôi nè. Con bự nè, dai nè. Đó dai cũng dai đôi nè. Đó mặt mày nè, con nào con ấy là mặt cục không, mặt bự mặt cục không cô chú chị. Đầu đó mặt bự mặt là mặt bự mặt cục không nè. Đó đây dai nè, lưng nè. Đó lưng là lưng đôi ha, dai đôi lưng đôi nè, mặt mày nè. Đó thì cặp đực này giá là 38 triệu. Đó 38 triệu là bao ship cho cô chú chìm tới nhà luôn. Tay chân trước nè cô chú chị,
đó, chân sao nè, chân bóng sò nè, xương sóc nè, đó thấy cái dàn xương sóc nó không, tướng tá cấp mình thì con nào nấy thì rất dài đòn luôn đó, con nào nấy tướng tá rất dài đòn luôn cô chú chị đó, thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi đó, nói chung thì thiệt ưng mình nó mua ha đó, còn mua lẻ thì con nào cũng giá là 19 triệu đó, 19 triệu là cũng bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, dùng 200 số đó. Thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực lỡ này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình, nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng xét giá cho bà con mình hết rồi. Đây con lùng này nói chung thì nó pin lực thì khỏi nói luôn đó, con lần con lùng này thì pin lực thì khỏi nói luôn cô chú chị đó. Thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha đó. Thì hình ảnh và giá cả của cặp đực pháp kem lỡ này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi đó. Thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.